hoặc là cái loại có tác dụng trung bình, rất là hay là gọi tác dụng vừa. Thì tất cả thông thường là người ta sẽ phối hợp một cái
có. Cho nên bạn nào mà ở nhà có nhà thuốc tây nha, mà đã vậy rồi đó là nhà thuốc tây lớn ha, còn ở gần các bệnh viện có nhiều các cái dạng có nhiều thuốc phong phú. Nếu mà có cái insulin này chịu khó với cái toàn thuốc ta, cái thông tin kê toa là nó ở trong cái phong phú, nó sẽ nói rất là chi tiết ha, các em sẽ nắm giữ và sẽ nhớ bài dễ hơn ha. Rồi vậy thì cái phần mà insulin là để điều trị cái tiểu đường tiếp 1 ha, hoặc là sẽ cần dùng cho tiểu đường tiếp 2 khi mà cái tiểu đường tiếp 2 không đáp ứng đi với cái việc mà sử dụng các cái thuốc là hạ đường huyết và uống, hoặc là điều chỉnh chế độ ăn, điều chỉnh các cái chế độ tập luyện mà cũng không có kéo được cái đường huyết xuống, thì lúc đó người ta có thể được đồng hỗ trợ bằng cái insulin. Tuy nhiên cái ưu tiên trong cái điều trị tiểu đường tiếp 2, người ta sẽ ưu tiên cho các cái dạng uống. Vì sao? Vì cái dạng uống nó đơn giản hơn, nó giúp cho bệnh nhân thuận tiện hơn. Và em cũng nên nhớ cái tiểu đường tiếp 2 là ở người lớn tuổi, người trẻ tuổi nha, ở người lớn tuổi cái việc mà sử dụng thuốc, cái cách dùng thuốc họ phức tạp quá, người lớn tuổi không khó mà tuân thủ đó. Đó, nó thành ra là cái dạng uống là cái dạng mà phổ biến nhất và cũng là cái dạng mà khuyến khích dùng cho cái bệnh nhân của đường tiết bộ. Khi nào xài thuốc hết bốn nhóm thuốc này mà vẫn không có hiệu quả đủ như mong muốn, thì lúc đó người ta mới nghĩ tới việc bổ sung tiêm là một cái đơn vị nhất định, số đơn vị nhất định insulin ha. Tức là thuốc tiêm không phải là ưu tiên hàng đầu trong điều trị tiểu đường tiết hai. Cái dạng uống phải là ưu tiên, và chừng nào không xong, không có đủ hiệu quả, không đạt được cái yêu cầu điều trị, thì lúc đó mới chuyển qua cái dạng tiêm ha. Rồi thì trong cái nhóm mà dùng cái insulin này thì các em nhớ dùng cô vui lắm, là cái insulin các em nhớ là khi mà các em tiêm thì người ta bảo rằng là người ta sẽ tiêm vào cái mặt trong của cánh tay, hoặc là cái mặt trong của đùi, hoặc là của bụng, để chị em để cho cái chuyện mà tiêm chích nó, nếu mà nó có làm cho cái vùng môn đó nó không có hoạt động phẳng, không bị mà nó bơi lội lõm do nó tái trong cố mở, thì nó cũng là cái mặt trong nó che lấp nha. Rồi bây giờ cô qua đến cái nhóm thuốc dạng uống đây, cái này là cực kỳ phổ biến ha. Các cái nhóm thuốc này thì trong bốn cái nhóm này thì có sulfonin nitrate, hoặc là tô la sa biết, hoặc là lo của có biết lúc
như rất là ít, rất là hạn chế trong cái việc mà trung tâm thị trường mà hạn phổ biến đó là nước su 2. Vì sao các em ghi nhớ cho cô cái lý do vì sao hiện nay các em cần nhớ cho cô su 2? Su 2 có ưu điểm hơn su 1 à, em nhớ ưu điểm của nó này, nó có cái ái lực gắn kết trên tế bào nhất, tức là những cái tế bào mô, tế bào các cái ngoại biên đó, có cái ái lực là trên các cái mô ngoại biên mạnh và kéo dài hơn su 1 à, mạnh và kéo dài hơn nha. Thì nếu mà kéo dài hơn thì em đoán thử coi một ngày mình phải dùng thuốc nhiều lần hết lần không em? Ít lần hơn. Tại vì sao các dụng thuốc kéo dài rồi là ra mình giảm số lần dùng thuốc nè. Đó cũng là một ưu điểm đó nha. Cái thứ hai nữa, khi cái tác dụng nó mạnh rồi thì em không cần phải dùng người tao với em. Không, thành ra là cái liều dùng thấp hơn số 1. Liều dùng thấp hơn số 1. Mà một khi cái liều mình dùng mà thấp hơn thì cái tác dụng phụ con uống nhiều ấy hơn em. Ít hơn. Ít hơn. Đó là lý do vì sao khi cô hỏi là ưu điểm của su 2 so với su 1, các em có thể trả lời được câu nào? Thứ nhất là cái tác dụng nó mạnh hơn nè, liều dùng ít hơn, từ đó có cái gì em tác dụng phụ ít hơn, rồi nhiều cái tác dụng mà nó kéo dài hơn, cho nên cái số lần dùng thuốc trong ngày cũng giảm đi. À, đó. Thành ra đó là những cái ưu điểm. Nếu em ghi chú lại thì đến lúc các em nhìn những cái câu hỏi, cái nội dung của các cái câu hỏi liên quan, các em trả lời cái một nha. Thứ nhất, các em nhớ là ái lực trên các cái lời gọi, các cái receptor ở các mô ngoại biên mạnh hơn và kéo dài hơn, cái sự gắn kết trên receptor kéo dài hơn. Kết quả là gì? Kết quả là tác dụng sao em mạnh hơn và số lần dùng thuốc ngắn hơn, liều dùng thấp hơn, cho nên ít tác dụng phụ không muốn hơn, được chưa? Và hay là thì trong cái nhóm này, cái cơ chế tác dụng chính của nhóm này là gì? Là kích thích tế bào beta của tuyến tụy à, tiết ra insulin. Vậy cô đố các em, nếu đây là cơ chế chính của nhóm su thì có thể dùng thuốc này để mà trị bệnh tiểu đường cho bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 không em? Được không các em? Được không? Ai nói được giơ tay lên cô coi coi. Ai nói được? Ai nói không giơ tay lên cô coi coi. Đó, những người giơ tay lên nói không là đúng chính xác. Là bởi vì sao? Còn tế bào beta đâu? Mà cái đích đúng không nào? Tại vì cái người tiểu đường tiếp 1 thì sao? Hư hỏng tế bào beta rồi. Cho nên bây giờ em dùng một cái thuốc vô để đi kiếm tế bào beta nó mới kích thích, mà không có tế bào beta chỉ thuốc không tác dụng của em, không biết chỗ nào để tác dụng, cho nên kết quả là gì? Không có dùng cho bệnh nhân tiểu đường tiếp 1. Bởi vì cơ chế của nó là gì? Nó đi tìm tế bào beta tuyến tụy của tuyến tụy để kích thích, mà tế bào beta tuyến tụy của là bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 thì sao? Hủy hoại trơn rồi. Thành ra tác dụng không có, hay cho nên không dùng cho bệnh tiểu đường tiếp 1. Nhớ nha. Còn ngoài ra, nó cũng tăng cái tính nhạy cảm của mô ngoại biên đối với insulin, tức là nó làm cho các cái mô này đáp ứng cái với cái liều lượng của insulin để thu hút các cái đường và đường thành tế bào. Cái này cũng nhẹ, chứ không có phải là tác dụng chính, thì ông đi và nó chế nhẹ cái chất mà có thể làm tăng cái glucose máu, đó là cái chất đối kháng hormone có tác dụng đối kháng với lại insulin cũng do tuyến tụy tiết ra, đó là cái glucagon. Nhưng chế nhẹ thì cũng không có đáng kể. Vì sao? Bởi vì bên cạnh glucagon chúng ta còn nhiều cái hormone khác, thyroxin nè, rồi corticoid nè, cũng có tác dụng làm tăng đường huyết, cho nên cái việc ức chế nhẹ này nó không đủ sức kiểm soát. Do đó cái cơ chế tác dụng chủ yếu của nhóm này diễn ra là kích thích tế bào beta tuyến tụy. Vì sao tôi nhắc đến lại chỗ này? Bởi vì nếu em đặt cái câu hỏi là có dùng cái thuốc nhóm su cho bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 hay không, nếu các em nhớ là cái lời cô dặn về cái cơ chế chủ lực tác động của su thì các
không dùng là bởi vì nó kích thích tế bào beta tuyến tụy, mà bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 thì hư hỏng tế bào beta tuyến tụy rồi. Nhớ nha, cái điểm này cũng căn bản để trả lời những cái câu hỏi có liên quan nha. Rồi thì cái thuốc mà nhóm su này khi mà em dùng, mặc dù dùng được uống nha mấy em, thì cái tác dụng phụ của các thuốc hạ đường huyết đều là nhiều em thấy người ta sợ, cũng là có nguy cơ gây hạ đường huyết. Tuy nhiên cái hạ đường huyết do dùng cái dạng viên uống nó sẽ yếu hơn nhưng là so với là tiên tiên insulin, bởi vì nó cũng phải hấp thu và máu cho nên nó cũng có nhưng mà yếu hơn. Đó là lý do vì sao mà những cái người bệnh nhân tiểu đường huyết hay đó thì họ đi đâu trong cái túi xách của họ cũng có một chút đồ ngọt nha, tức là họ sẽ uống thêm vài miếng bánh, một cái chuối hay là một cái tỏi sô cô la để khi cần thì lúc mà nó hạ uống thuốc vô mà cái tác dụng nó nhanh nó mạnh quá do cái cơ thể nó không ép được nữa các em, nó gây hạ đường huyết cũng say sẵn á, khó chịu lắm, nhưng mà dễ cồn cào lắm. Thì là lúc đó người ta lại uống một tách trà đường hoặc là người ta ăn một cái bánh vô hoặc là ăn viên kẹo hoặc là ăn cái miếng sô cô la hoặc cái chuối vô để chi có đường liền để tránh qua khỏi cái cơn mà hạ đường huyết là do lúc đó là cái lượng thuốc nó vào nhiều ra đó. Rồi một trong những cái lý do mà có một số các bệnh nhân bị tiểu đường tiếp 2 người ta không dám dùng xô là bởi vì nó gây tăng cân. Cái điểm này đừng tưởng là không quan trọng nghe, cũng cực kỳ quan trọng. Vì sao em biết cái người già nó có hai tiếp, có hai loại, hoặc như cô thì về lối ăn hoài cũng nhưng mà có một đối tượng nữa ăn rất ít luôn nhưng mà lại rất là mập, tức là rất là dễ dàng tăng cân. Thì đối với những cái đối tượng mà dễ dàng tăng cân này, những cái người mà đã béo phì đề sẵn rồi, người ta không dám cho đến khi bị tiểu đường tiếp 2 không dám cho đến xu vì nó lại làm trầm trọng thêm cái tình trạng này. Mà em biết mình nghĩ phụ của tăng cân đâu có gì ghê đâu cô, thật sự không có, không có phải cái gì ghê gớm, nhưng mà nó làm cho cái trọng lượng của em, cái thể trọng của cái người đó đè mạnh lên cái khung xương của họ rất là nặng nề, tại vì bản thân cái khung xương của người lớn tuổi là đã suy yếu rồi, bây giờ lại càng tăng cái khối lượng lên nữa, nó đè lên trên cái khung xương thì sẽ rất là yếu. Và thường thường người già sang em rõ xương nó trên rồi, rõ xương hết rồi, nó thành ra là thêm cái điều nó nặng nề, rất là nặng nề thì nó sẽ ảnh hưởng lên đâu, nó đẩy qua các cái bệnh lý gì khớp, nó gây thoái hóa khớp đó. Thành ra là rất là người bác sĩ mà thấy cái người nó béo phì, người ta sẽ ít cái cho người ta né cái xu đi, tại vì sợ nó làm cho chuyển qua cái bệnh khác. Mà em biết cái người mà bệnh thoái hóa khớp dùng thuốc giảm đau giống em xét thì cuối cùng mình tác dụng phụ gì nha em, béo nhẹ nhàng tất cả. Thành ra tự nhiên mình dùng cái thuốc này mà đưa tới hai ba cái chiếc bệnh lý khác, cho nên đó là cái sự rắc rối là hơi phải suy nghĩ cho các cái bệnh nhân đến tuổi khi mà mắc bệnh tiểu đường. Tại vì sao cái người của họ không phải có một cái bệnh mà họ có thể diễn ra nào là bệnh lý về mất ngủ lo âu, rồi cái người này có thể bệnh tim mạch, rồi có người này bị khó lót khớp đủ cái bệnh chưa, rồi rất nhẹ nhàng chắc là suy ra thận. Đó là lý do hơi cẩn thận một chút xíu. Tuy nhiên cái tăng cân này thì là chỉ cho đối với lại những cái người mà không có cái trọng lượng cơ thể lớn to lớn, nhưng cái người ta sợ là cái gì em biết không, đó là nó làm thiếu máu, mà thiếu máu nó làm mất bạch cầu hạ của em, mất bạch cầu hạ không có sướng đâu, mất bạch cầu hạ khổ lắm, đây là cái phòng tuyến bảo vệ cho cơ thể mình chống lại cầu hạ đó, cho nên khi mà nó làm mất bạch cầu hạ làm cơ thể mình sẽ dễ dàng bị những cái bệnh lý khác, đặc biệt là nhiễm trùng là sẽ dễ dàng bị, tại vì không còn các cái tế bào để giúp bảo vệ tự vệ cho cơ thể của cái hệ thống miễn dịch của cơ thể ha. Rồi chỉ định dùng của su là chỉ định điều trị bệnh gì đây, đó là chỉ định trong tiểu đường tiếp 2. Nhưng ở đây người ta muốn các em chú ý cho nên trong phần
chống chỉ định người ta, để luôn chống chỉ định cho rồi, để các em đừng tin tưởng gì tới cái chuyện dùng xu cho bệnh nhân hưởng được một tiết mổ hết. Đó là lý do vì sao người ta cho nó vô ra cái phòng chống chỉ định mà không dùng cho bệnh nhân hưởng được tiết mổ. Vô ích nha, bởi vì tế bào gây ra tuyến tụy của bệnh nhân hưởng được tiết mổ là bị mất hết rồi, hư hỏng hết rồi. Đã lại dùng thuốc vô có lợi và đem thuốc này vô, nó lại đưa tới những tác dụng phụ không mong muốn, mất và rồi mà làm và bất sản mà gây rối loạn công thức máu thì là ảnh hưởng. Và quan trọng cái gì, cái thuốc gì